Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Tiếp tục series top 1 Tenat Random nha mọi người. Rồi, thì ngày hôm nay mình sử dụng ọt chính của mình nha. Lebrun nha mọi người, trang phục với là tay nhân vật của mình khá là quen thuộc của mọi người rồi. Rồi, thì sau một vài ngày mình cài thi cho anh em thì cũng quay là trận chính rồi mọi nha mọi người. Đấy, do mình cài thi nhiều quá không có thời gian nên mình sẽ có clip của ọc phù thì mình sẽ đăng lên cho anh em xem luôn. Rồi, đấu đầu bên kia là thằng Aisu nè mọi người. Đấy, đầu game Aisu nó nhắm mình 2-3 phát rồi nhưng mà rất tiếc là bạn không có trúng nha. Đấy, nhiều anh em chơi Aisu phát đầu game thì mọi người phải bắt phù phải bắt phát bắt trúng nha mọi người. Để lấy sai nha, để lấy sai nha. Kiểu là mình tổ được khó đầu tiên cho AD tên mượn ấy. Rồi, có anh em nào mà không biết chơi sâu thì đâu đừng có biết chơi sâu nha. Biết chơi sâu là gặp vô tìm mấy chữ khá là nhiều luôn mọi người. Rồi, kết hợp bên XB của mình là thằng Than nha mọi người. Đấy, một trong những vị tướng Than mà mình khá là ưa thích luôn nha. XB mình khá là ưa thích. Rồi, nhưng mà tên mộng có rồi cũng khá là trâu ấy. Rồi, thông tin chi tiết bất ngờ còn bóng của trời để dưới phần mô tả của video nha. Anh em nào cần thì có thể tham khảo. Mày đứng nhám này. Rồi, đầu game, giai đoạn đầu game sẽ lên phone cho mình thôi. Ôi, vừa nói xăng mọi người, đầu game vừa nói xăng nhưng mà giờ là nó bán trúng rồi mọi người. Ôi, trời ơi, trúng hai phát luôn anh em ơi, khá là cay luôn nha. Gần hơn nửa cái máu rồi. Từ từ, đợi xíu. Uầy, bán lại bán trúng nó rồi mọi người. Thôi về nha mọi người, về hồn máu nha. Về đây, về ở Than. Về ăn rồng nha mọi người, qua ăn rồng nha. Định về nhưng mà thôi, để qua phụ ban ăn rồng nhanh nha mọi người. Than từ từ thôi Than. Đấy, Than một mình qua mình căng theo, căng ba bên đó rồi. Ok, rồng bên mình kết hợp luôn, lụm luôn này. Đâu, bán luôn, cho được. Ai, không được. Toro hiện tại đầu game, giai đoạn đầu game khá là trâu bò luôn mọi người. Bán nó không thấm nha. Bốn người team mình lên ốp độ nó mà nó cũng hơn được cái máu thôi, nó lui về trụ được nha. Ôi, đang quá Than ơi. Mà Than vẫn khá là trâu bò luôn mọi người. Ok, về đây Than. Đấy, mà khi nào mà XP của team mình gì á mọi người thì mọi người nhớ thủ trụ nha, đừng có lên cô nha. Rank cô hiện giờ thì khó là cho lắm mọi người, chứ không phải như rank thấp dưới nha mọi người. Anh em phải cân nhắc từng di chuyển nha, từng cự ly của mình này. Chứ không phải là mọi người cứ lâu lên đánh giống như rank thấp của mình là trận đấu dễ mà bế tắc lắm mọi người, dễ bị thua lắm. Anh em thua một ít cái lượng tiền cơ bản thôi là đã thấy phế rồi nha mọi người, đã không đánh lại team bọn rồi đấy. Nên anh em bắt buộc là phải canh hơi cái đợt lính của mình đầu game nha. Đầu game mọi người phải bắt buộc phải canh hơi đợt lính này. Rồi anh em phải canh ma lên đồ, lên trang bị này không được để mình lên còn lên số vô ích nha. Rồi không có phát mạng nhiều. Thì thật ra thì trận đó nó mới hay. Rồi ok em bắt đầu nó luôn. Này, mày tóc biến vậy, tóc mùi. Mày hồi bắn về này, ok rồi. Cha luôn, rừng thì mình lên rồi. Toro này trâu khá là trâu mọi người, nhưng mà hay quá là mình có bùa đỏ nha, mình làm chậm được những Toro này. Nổ này, ok. Thêm một kill nữa mọi người, đấy anh em phải chấp thời cờ như thế nha. Rồi đừng có đẩy cô, đừng có đầu game đừng có đẩy cô như thế, rồi mọi người phải đợi XP thì mình lên nghe, đợi rừng lên canh thì mới có cơ hội mình chiến thắng trên bọn nha. Đấy, thường á solo là mọi người một hai là mọi người thường cũng không có sợ, không có lợi nha, nhưng mà anh em lúc buộc đợi rừng tới mình lên ganh thì 3-2 là chắc chắn là tỷ lệ win nó sẽ cao hơn. Còn anh em mà solo 1-1 hoặc 2-2 là cũng khó lắm mọi người, trừ khi nhiều khi anh em đang ốp đậu á nhưng mà đâu có biết được là rừng tên bận đang canh mai mình nha. Anh em lên câu á nhiều khi là bị rừng nó ốp, đừng nó ganh ngược là mọi người. Hôm nay buộc mọi người phải đợi mid hoặc là tuần tên mình lên ganh nha. Rồi trường hợp mà anh em muốn lên câu á, ok hang thì một kia nữa này, cô khá là cao nha, nhưng mà vẫn biết rồi vẫn ăn được. Trường hợp mà anh em muốn lên câu á thì bắt buộc anh em phải check map thêm rồi mid nó đang ở đâu nè, rừng nó đang ở đâu nha, thì anh em mới tấn công lại nha mọi người. Chứ anh em mà lên câu quá rồi
không biết tem bận đang ở đâu nữa. Nhiều khi tem bận đang rình mình mọi người, phải thằng rừng nó đang rình mình nữa. Bạn anh em cứ nhiều khi mà mọi người cứ xông lên như thế thì không có làm gì được tim đâu mọi người. Đấy, tim mận là ăn ngược mình đó. Mình thích nhiều mận nó khá là tiếc luôn nha. Đấy. Đây anh em phải cân nhắc nha, cân nhắc cho mọi người lên người con. Đấy. Nhiều có di chuyển là mình mọi người không có giống di chuyển mạnh dọn đó mọi người. Đấy, anh em thấy không? Tên cô khá là khó chơi luôn. Đấy. Mình bắt buộc phải tóc biến nha. Toro anti bắt buộc phải tóc biến luôn kìa. Ôi rồi toàn rồi, ok, né được, thôi về luôn mọi người. Về luôn nha. Ok. Từ từ luôn ơi, đang lên nha. Mình cũng không có giống lùi sai mọi người, từ lên mình bán. Lấy tầm nha, rồi. Rồi về luôn. Yêu máu rồi mọi người, nên tranh thủ về nha mọi người, đấy. Qua này lên câu nhiều khi bị sâu nó đẩy một phát rồi, thêm rừng nó lên nó cắt bóng một phát nữa, mua rách lên cắt bóng một phát đó rồi lại mở đôi số ngay nha mọi người. Rồi. Này rất là hình xui, anh em nhiều khi lên đó mà hăng thì mọi người bán được một mận, nhưng mà xui là anh em bị thua cả tem luôn mọi người. Rồi. Còn thiết tiền cho tem mận đó, không ăn được cái gì hết nhưng mà mắc lưng có chị lẫn chờ luôn nha. Này, ok thôi về, rồi. Mình chỉ việc cấu rỉa câu anti của thằng ngại xui thôi. Rồi, còn anh em nào mà có cơ hội giờ mà cân nhắc ăn được ISO thì mọi người cứ lên solo luôn nha, thẳng mặt luôn nha mọi người. À, solo thẳng mặt ISO luôn. Thằng ISO nó chỉ có anh Tây thôi, còn không có anh Tây thì mọi người cũng cực kỳ phế luôn nha, không có nhắm là mình bán thường đâu mọi người. Anh em cứ bật chiêu một lên này rồi. Với lại là anh em xem mình nhiều khi hầu như trận đấu là mình toàn là form nha mọi người, di chuyển form thôi, ít cái solo lắm thì mới có cơ hội tỷ lệ thắng nha. Đấy, mình cho vì này. Đấy, anh em cứ lâu lan là bị ISO nó bạn bị ISO nó bán này, rồi là mua đá nó cắt bắn đó mọi người. Đây hầu như là đa số là mình ở trụ bình form. Rồi khi nào mà anh em đủ hết thân vị thánh kiếm mà xong đâu á thì mọi người cứ lan mình solo thắng mặt nha. Đó là mẹo mình chơi hay teo nát mình chia sẻ cho anh em luôn. Rồi. Anh em cứ việc on form, giai đoạn đầu game on form. Khi nào mà mọi người đủ hết trang bị đó là mọi người cứ lan đánh nhau nha. Rồi ok. Thì sau một thời gian mình chơi teo nát bao nhiêu trận á mọi người. Đấy. Nói chung là hơn năm cả trận mình chơi teo nát rồi nha mọi người. Đấy. Đây kinh nghiệm mình đúc kết cũng khá là nhiều á mọi người. Để mình thành công như ngày hôm nay thì anh em không phải trải qua quá trình rèn luyện này mà mòi dũa nha, chứ không phải là một sớm một chiều là có rồi nha mọi người. Này anh em thì rank thấp á, thì mình chia sẻ đi đánh như thế nào cũng được, anh em cứ thích solo như thế nào cũng không có lật kèo được nha, chứ còn rank cao thì khó lắm mọi người. Này rồi, anh em nào mà cà phê tiện bước chân luôn cho mình nha, lần cuối mùa rồi. Nói chung là chỉ còn hơn một tháng đó là hết mùa rồi đó mọi người. Ui, đông quá, rồi toàn fan mình rồi, nó về luôn nha. Vậy Toro khá là trao luôn nha. Né bán anh tì này, né bán nhám của Aisu nè. Lầm này, mắc một trụ mọi người. Vậy tên mình khá là phế luôn nha. Quay, pha đó mình mới thêm khá là phế luôn mọi người, không có làm gì được TM hết mọi người, chỉ vô tình ăn được mùng mận của Yuka bị trụ bán đó, hỗ trợ trụ bán đó nha. Chứ pha đó mà trụ mà gãi luôn là mình cũng đang mở xác định lên một đối số mọi người. Đấy. Khá là cay luôn nha. Lầm đó lại tiếp tục nhắm mọi người. Đấy. lấy trụ luôn nha. Ok, Toro này. Anh em cầm tem nát là mọi người cứ đi sau tem mình nha, đừng đi trước nha. Rồi, nhiều khi mà còn chỉ còn một người thì mọi người cứ lên trước cho mình này, mở sai ra bán nha. Còn nếu mà anh em thấy tem mận khá là đông thì mọi người cứ từ từ vô nha. Để tem mận dùng hết combo nhá, cái chiêu vô tem mận này, pha này rồi thôi này, tem mình đang ở canh này, đẩy mình lên sau mình việc cái thôi nha, phép mận ơi. Này, ui cho luôn mày ứng ui kìa gì đây một em này ai cô đi cho luôn ai su này. Ok
thấy anh Tây là một người là không ai sợ, không có đường nào thoát, là một người tại đang ngược được quỷ kiếm rồi thì hầu cái lượng máu anh hầu là khá là nhiều đúng không, mọi người không có sợ nữa nha. Ok, lên thêm một cái xuyên giáp đó mọi người, rồi tranh thủ lên diệt thần cung nha, cố gắng lên còn sớm còn tốc mọi người. Rồi nên việc quan trọng là mọi người để có tiền là mọi người thứ form nha, chứ không phải là mọi người ăn mặn để mình có tiền đâu mọi người. Đấy, anh lại bắt buộc có form mới có tiền nha, chứ không phải là anh em ăn mặn mới có tiền nha. Hàng rồng luôn, ở đây lên đồ kỳ, đồ này mà kỳ sao ta, này kỳ sau. Anh em lên được cái này với là lên thêm cho mình cái rìu nó đó nha, Toro mọi người cứ bán gã Toro thôi. Trời đi đâu này, Toro giờ này nó chưa có lầm chậm đấm nó. Ok rồi, ok là ngon lành luôn. Bạn mình khá là trâu bò luôn mọi người, lâu rồi ăn được heo kêu luôn nha. À, Yuka chặn lính mọi người. Ok đấy. Đấy, Yuka hất mất được lính này không có cho mình, đây mình lên nha. Mày ăn bữa ăn luôn, ăn con bùa đỏ này. Mày không chịu về là mày toan rồi, không chịu về là toan rồi, mua đá ơi. Ok, ăn thêm một kill nữa này. Xuống tìm Yuka này, Yuka núp đâu trong mấy cái lùm này mọi người. Rồi, canh mày để mình chặn lính nha. Ở kìa, lên quy kiếm là xong nha. Thì bảo meta mùa này á thì đấy, ban nó bình thường là ok kìa. Cung mùa này phế lắm mọi người. Đấy, nên mình lại kiếm mình tại thế cung nha. Anh em cứ lên thử đi. Rồi anh em cứ lên full đồ nha, full đồ rồi mọi người hãy test nha. Chứ tôi thấy không có đam nha. Quy kiếm mà không có đam nữa thì thôi, không biết trang bị nó có đam luôn anh em. Nhưng mà được cái là bù lại là anh em có thời gian mọi người hồi máu nha, hồi máu liên tục. Cho anh em mà lên quỷ kiếm á, anh em mà lên cung tầm á thì nó không có hỗ trợ nhiều đâu, 1% hồi máu đâu mọi người. Phải sát thương thì cũng như nhau, nhưng mà được cái là nó thêm 5% chí mạng đó thôi mọi người. Rồi, nhưng mà mình được cái mình bù là cây diệt thần cung là nó có đã có chí mạng rồi nha mọi người, tốc đánh rồi chí mạng rồi. Này anh em cũng không cần phải lên chí mạng nhiều đâu, để bù lại là anh em mới được cái lượng hồ máu khá là trâu bò để mọi người trụ đường nha. Đây, Yuka này, mù này, nhà đi đâu nữa này. Đấy, mọi người thấy mình lên đồ như thế mà anh em cứ chê nha, chê đồ gà nha, chê đồ kỳ nha. Nói chung là đồ nào cũng hỗ trợ cho nhau nha mọi người, nhưng mà anh em có chai ha hợp và di chuyển hay không thôi nha. Rồi, ok, đã có rìu rồi nha mọi người. Qua mình bán thằng Toro này mọi người. Đấy, Toro này tóc biến ra lấy sai nha, lấy vị trí nha mọi người. Thấy Toro rút ôi lầm chậm nữa kìa. Toro về được rồi. À, đóng bàn hả? Ok, ai à, xấu đâu. Toro mọi người thấy thấm không, mọi người thấy nổ chí mạng không? Phải tóc năm máy chí mạng không nha. Đây, Yuka này quá là trọc. Yuka này Aisou, ai anh Aisou lên mở lên số luôn mọi người. Rồi ok, 10 không bả rồi, khá là xanh luôn nha mọi người. Thôi chắc chấm dứt trận đấu tại đây thôi anh em ơi. Rồi cuối ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình nha mọi người. Thứ hai cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.